So kè Mỹ Nam Hàn đóng phim từ Webtoon, Anhyo Shop nâng tầm bản gốc. Cha Eun Gu được xem là hình mẫu lý tưởng. Vì nhân vật ở Webtoon đã có sẵn một lượng khán giả nhất định nên nhiều diễn viên cũng gặp khó khăn khi hóa thân. Nào là không đủ đẹp, không đủ cá tính hay hấp dẫn như bản gốc. Vượt lên những lời đó, nhiều Mỹ Nam xứ Hàn đã chứng minh bản thân không chỉ sở hữu ngoại hình mà diễn xuất cũng vô cùng đỉnh cao. An Hyo Sop vai Kang Tae Mo, hẹn hò trốn công sở. Mặc dù An Hyo Sop có phần khác so với bản gốc Kang Tae Mo, nhưng nhờ nét diễn duyên dáng, anh chàng đã đưa hẹn hò trốn công sở trở thành phim truyền hình thành công nhất nửa đầu năm 2022. Kang Tae Mo là giám đốc điều hành của một công ty mà ông thành lập vì bị hối kết hôn. Tae Mo quyết định lấy luôn đối phương. Thế nhưng cô gái đó thực ra là Shin Ha-ji, cấp dưới của anh, đã giả làm Jin Jeon-seo, con gái nhà tài phiệt. Cha Eun-gu, vai Lee Soo-ho, vẻ đẹp đích thực. Không bất ngờ cho lắm khi cha Eun-gu được mời vào vai Lee Soo-ho trong vẻ đẹp đích thực bởi tác giả bộ truyện thừa nhận rằng đã lấy thành viên Astro làm hình mẫu khi vẽ webtoon này. Dù khả năng diễn xuất có hơi kém, nhưng ngoại hình cha Eun-gu đã cứu vớt tất cả mọi thứ. Tương tác giữa anh chàng và nữ chính do Moon Ga-jeon đóng cũng vô cùng đáng yêu, biến vẻ đẹp đích thực thành bộ phim đáng xem. Hwang In-jop, vai Han Seo-jun, vẻ đẹp đích thực. Đã nhắc đến cha Eun-gu thì không thể thiếu đi Hwang In-jop, người làm nên bộ ba vẻ đẹp đích thực cùng Moon Ga-jeon. Ở thời điểm đóng phim, anh chàng đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn vào vai học sinh cực ngọt. Han Seo-jun đối lập người bạn thân cha Eun-gu của mình từ khuôn mặt cho đến cả tính cách nên Hwang In-jop thực sự chinh phục thành công nhân vật này. Khé mật chi của anh và Moon Ga-jeon cũng đỉnh cao đến mức khiến dân tình quay sang đẩy thuyền cặp phụ. Park Seo-jun, vai Park Seo-ji, tầng lớp Itaewon. Vào ngày đầu tiên nhập học trường trung học mới của mình, Park Seo-ji đã tác động vật lý bạn cùng lớp của mình là Jang Gan-won. Hắn ta là con trai giám đốc điều hành Jang Da-hee, cũng là sếp của cha Park Seo-ri. Trải qua nhiều biến cố, Park Seo-ji sau đó đã quyết định phá hủy công ty kẻ thù. Bước đầu tiên, anh mở một nhà hàng ở Itaewon, Seoul và gặp Jo-ji Seo, Kim Dami. Vai diễn này thực sự rất hợp với Park Seo-jun bởi anh hoàn toàn lột tả được sự bất cần đời của Park Seo-ri. Chưa kể nam diễn viên còn nâng tầm cho nhân vật nhờ gương mặt điển trai. Jang Ki-jong vai Shin Gu-reo, bạn cùng phòng tôi là Woo Mi-ho. Shin Gu-reo là một giáo sư đẹp trai và thông minh nhưng thực ra là cáo chín đôi 999 tuổi. Để trở thành một con người, anh thu thập năng lượng và giấu trong viên ngọc. Bộ phim vốn có lượng fan khổng lồ nên khi hay tin Jang Ki-jong đóng cử vĩ hồ, dân tình đều gật gù khen ngợi. Ngoài ngoại hình phù hợp, tính cách cũng vô cùng đáng yêu của Jang Ki-jong cũng rất tương đồng với nhân vật. Lee Jae-hoon vai Kim Do-ki, taxi driver. Kim Do-ki trong phim là thành viên của công ty taxi cầu vồng, chuyên đòi lại công lý cho những nạn nhân mà cảnh sát không thể làm được. Phim được chuyển thể từ webtoon, xuất bản trên nền tảng Naver từ năm 2014 đến 2017. Có thể thấy rằng Lee Jae-hoon là gương mặt hoàn hảo để vào vai Kim Do-ki bởi anh chàng không chỉ điển trai mà còn có uy lực, sát khí tỏa ra ngùn ngụt ở mỗi phân đoạn hành sự. Không chỉ thế, lúc cải trang và hóa thân, dù là giang hồ máu mặt, nhân viên công ty rụt rè hay thầy giáo, Lee Jae-hoon đều lột tả được tính tình nhân vật. Có thể thấy ai trong danh sách này cũng vô cùng xuất sắc. Với tương lai của webtoon, thiết nghĩ trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ còn được thấy nhiều nam chính từ truyện tranh bước ra màn ảnh lắm đây.